Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn với channel của mình. Giờ mình là Nobitai. Ok, video ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi tựa game Liên Quân Mobile. Vâng, ok thì hôm nay mình đã tải được game Liên Quân rồi. Hiện tại thì mình rất là vui ha. Giờ mình đã chơi được game Liên Quân rồi. Mình tải được đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ chơi Liên Quân thôi nào. Thì hiện tại thì cấp của mình đã lên tới cấp 6. Và hôm qua con nhỏ bạn mình đã vô lấy điện thoại mình đó. Mình vừa chuẩn bị tạo nick, nó giật cái điện thoại đặt ngay cái tên bá đạo lắm. Ok, hôm nay mình sẽ chơi solo. Ok, thì mình mới chơi thôi nên là mình chưa có mua được những cái tướng như là Arthur nè, Batman nè, Superman nè. Ok, đang hết trận. Ok, mình sẽ để cái chữ M là xích lên ha. Ok, có hơi ồn nữa mà thông cảm. Ok rồi, nãy mình chơi á, mình tắt điện thoại mở lại thì nó còn có 96 bị đánh thôi. Mình chơi hiện tại 97 rồi. Ok thì giờ mình sẽ chơi solo, không biết mình chơi với ai nữa. Ok thì nếu mà chơi solo thì mình sẽ chọn là John đi, thua cũng không chả sao cả, thì chủ yếu là chơi cho vui thôi, nhưng mà thua thì có thể là mình sẽ nổi giận. Oh shit, không chơi đâu có đâu đâu bạn, mình chơi mất solo. Ok, có đứa rồi kìa, thằng nào nhở, thằng nào mà áo đen á nhở, cứ như là tổ chức áo đen á. Ok thì quay hiện tại mình đã sở hữu được bộ tướng gọi là tướng hoàng tử quả của thơ rồi. Ok thì mình sẽ chơi hoàng tử quả John thì để trận sau mình chơi nhá. Rồi hoàng tử quả ép tướng, tướng này tướng hay. Ok lấy hoàng tử quả rồi. Ok, bạn này có để ý đến cái tên này nhé, cái tên mà bạn của mình nè, mà bạn của mình nó đặt á, nhớ hàng xóm của anh nó chơi, bạn hiểu chứ? Ok, để lót trận rồi ra đấu rồi anh em ơi, cái này chắc đấu sĩ hay gì nè, chắc còn hay thua tụt quần luôn quá, mình mới cấp 6 à. Cái cấp hiện tại thì hội mẹ mình thì mình đã chơi tới cấp 20 rồi. Còn cấp điện thoại mình mới tải hôm qua thôi. Mà mình đã chuyển nó vô thẻ CD, mình có thể chơi quay cho bạn xem luôn. Nên là điện thoại mình giờ cũng còn trống hơi nhiều á. Cái điện thoại mẹ mình thì mình đã lên tới cấp 20 rồi nhá. Mua được Arthur do này nọ rồi, còn điện thoại mày thì ở đây ok, mình sẽ nhìn bản đồ. Wow, Hellswingy, à con robot, robot trái cây, thấy mình chưa? Ồ, oh, mình đánh nó nãy giờ. Con là robot trái cây đúng không? Con robot nè. Bắn nó. Ừ, mày. Chết rồi, không chịu về trụ. Ừ, xém giết nó luôn á. Chết chưa pin. Ok, tiếp tục thôi nào. Cái tiếng ồn mình không cảm nha. Mình đang giữ thằng anh mình. Nó có 3 tuổi à, nó phá gì lắm. Nó ồn, quá không cảm. Ok, rồi nó chết rồi. Chết rồi. Vô phá trụ anh em ơi, phá trụ. Ok, mà không ngờ cái bàn này có thể là dễ mất đèn, nhưng mà có thể là lần đầu tiên nó nhường mình đó các bạn. Nó nhường mình đó. Thôi mình ngủm rồi. Ok, ráng phá trụ thôi anh em ơi. Rồi sập trụ rồi. Sập trụ rồi, lên. Ok, sập trụ đúng mình kia. Ôi, ôi shit. Ăn cục này lại lên. Rồi, con ngấu nó. Mình thì mình chơi cái con này cũng được thôi ha, không có chơi giỏi lắm. Mày chạy hả con. Ok, mình chưa thấy trận nào dễ trận này luôn á. Nó là chạy. Nhưng mà có thể là trận này là sao mình sẽ thua. Cố bắn lên kìa con thấy không? Đó, bắn nó. Mày. Ngậu đây, anh chiếm hết. Nha, anh chiếm hết nha. Ok, mình đừng có bính tướng nó. Bính tướng nó thì mình sẽ bị trụ bắn. Hiện tại trụ bắn mình rồi. Bạn thấy đó. Ok, cứ tập trung đánh trụ đi. Nó đang quýnh đến mình, giờ bây giờ lại đang quýnh mình. Nhân lúc nó đứng ở đó mình chạy về thôi. Ăn cục máu, ok, hồi máu. Đứng đến thằng này. Giờ em chiếm mid point the power. Một bạn nữa cho đối thủ robot trái cây. Ok. Ok.
Vậy đánh tới, vô đánh tiếp. Ok thì mình đã thắng rồi, mình chưa chết lần nào luôn. Có nhục nè, trời ơi, giết ba lần giết mình không lần, nhục quá đi. Mình không ngờ là mình chơi giỏi mức đó đấy các bạn. Ok. Có lại không ta? Thôi, mình chơi tiếp đi. Ok, mình sẽ làm món năm nha. Món năm rất là lâu. Mình có phát hiện mình có thể chơi hơn 20 phút. Hiện tại mình mới chơi nên là mới xếp hạng mình là kẻ thấp nhất. Ok, lần này mình sẽ là Vi Hiên tiếp đi. Dân thì mình lát sau mình chơi cũng được. Vi Hiên nó có tuyệt chiêu là bắn chậm đối thủ. Mà khoan, để xem tôi nói chọn cái gì trước đã. Tôi nói dành cho ngay con chắc mình chơi đỡ con thằng hoặc là con robot hồi nãy. Ok, mình chọn Dân nhé. Con chọn ngon nha, con nhìn cho mình rồi. Con sẽ chọn muốn hết tướng luôn rồi. Có chiều mỗi con này cũng như tóc hồng. Mình lấy không đâu. Ok, lấy luôn đi. Cái con này mới được tặng hồi nãy luôn các bạn. Ồ, dưới có Giòn kìa. Ồ, dưới có Hiên nữa kìa. Ồ, mạnh dữ. Ok, dưới có mấy cái con mà không biết tên rồi. Mình biết có mỗi cái con Giòn và con Hiên đây. Ba cái con cái này mình không biết tên không. Đây, ngoài thứ ba rồi. Bạn có ý cái tên này nhá, mình có thắng nhá. Đừng có ý cái tên đó. Ok, mình chơi cũng được được thôi. Mấy các bạn à, mình sẽ cố gắng lần này sẽ thắng, không bị thua. Thường mình quay trận đầu thắng, trận sau thua không. Ok, thì mình sẽ dốc hết sức để có thể chơi thắng được nha các bạn. Và nếu các bạn thấy video của mình hay, đừng quên đến một like, subscribe, chia sẻ video của mình. Cảm ơn. Cái video của mình này ít được xem đây. Buồn. Ô ra rồi. Ô cái hiệu ứng rất là đẹp các bạn. Quang in fight Sam. Mình đi cố giữa nha các bạn. Ôi coi cái tay của con Huy Hiên nó cầm cái phi tiêu rồi. Đồng thời nấp tay trước đi. Cái quan sát tình hình. Ok, đây có tính tới rồi. Mày, mày, hút máu, mày. Không, cái tội không, trời ơi. Cút thật, chỉ cần miếng mình hút nữa rồi. Mày nói chạy nhanh thật. Nó ra tới kìa. Ôi, một em đang ngủm. Yếu. Giảm máy quá. Ok, thì con Hăng nó sẽ gặp được một số cái chuyện đó mình coi. Đặt đó cho vui. Ok, sẽ hỗ trợ lắm. Quang, đáp đi hè. Ô, tướng tới. Đấy, này nó chưa tới. Trời bắn chạy nó rồi. Nó không đánh mình. Không đánh mình đánh nó thôi. Mình giết nó hai lần nữa các bạn à. Nó yếu. Chắc là mình mới chơi nên nó sắp cho mình chơi mấy đứa yếu hơn các bạn. Mà thôi mình chơi lâu rồi. Hơn một tháng, hai tháng rồi. Mình chỉ mới tải game này thôi. Ôi thiệt. One shot. One kill. Ok, đúng tới rồi.
Ô, thằng đó tới. Chết rồi mày con, mày ngu. Đứng đây anh, đứng đây anh. Ô, shit. Ô, shit. Mày. Chạy đi, đứng đây, đứng đây rồi. Ok, tới, chạy rồi. Mình về ăn cục máu ngay chỗ này đó. Ok, ở trên kia thì hình như đang có trận đấu được phải. Ok, đúng rồi, có trận đấu. Ok, mình cố thủ ở đây vậy. Ô, một em nữa đó. Yeah, sập trụ rồi. Your team has destroyed a tower. You're here to deploy the power. Mình lập như thôi chứ mình biết gì đâu sai lắm. Ra thôi các bạn. Chúng ta cho nó tới rồi. Ê, thấy thằng bay quýnh không ta. Đồ hang. Đồ hang. Đồ hang. Đúng rồi, bắn tụi bay tiếp. Tụi bay không giết ta, tụi giết tụi bay. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Ngu. Không giết ta, không giết ta, không giết ta. Bạn thấy chưa? Cái tội không giết mình đó. Ok, chỗ bên kia hình như cũng đang rất là dữ dằn. Ô trụ mình vừa mới bị phá hủy rồi. Ok, mình vừa giết được một em John. Nó thấy rồi. Hay chém. Chém. Ok, có bạn thằng rồi. Hỗ trợ mình được rồi. Có bạn thằng không? Ấy nó. Legendary. Thằng đó. Triple kill. Ôi có em, ôi một em với hình đã chết. Ôi triple kill. Nghe anh hành hợp lại em tay. One kill. Ôi nó tới kìa. Chết ra vậy. Ôi ôi ôi. Dragon, dragon. Hay hay. Giết anh nè, giết anh nè, giết anh nè. Giết anh nè, giết anh nè. Ok, đứng đây rồi. Không đi coi. Gặp nguy hiểm đấy. Hay hú, đi ra. Đi ra cho tao đọc hả? Ok. Giờ mình mà còn nhúi cho Messenger nữa. Đó, rồi mà còn. Ok. Bây giờ mà nhắn không biết mất các bạn. Legendary. Chắc là mẹ mình đã đi về rồi đó. Hết trụ ra nè. Hắn nhiều với. Sập trụ ơi. Ui ui. À mày còn miếng nữa. Mà còn sung. What the hell. Chết mẹ mày. Ôi thằng John bên kia chơi đỡ lắm mày. Legendary. Triple kill. Ok. Giờ máu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình hơi sung rồi đó. Mình về cái đã. Giờ lấy cục máu rồi đi tiếp. Còn 4 tấc. Ồ, dưới có một MV đang tấn công không? MV nó cũng dữ quá. Nó mới rồi. Ồ, mày đánh anh. Hai đứa bay đòi đánh anh. Ok, ngủm rồi. Mày ở đây. Em. Ôi shit. Đúng con John này giỏi luôn á. Chơi thôi, tao máu mình yếu.
Ok, nó cần mình thông báo một chút. Biết rồi chị hai. Nè, biết gì ngoài trước chị luôn á chị. Em mới chơi thôi. Chị hai cứ thông báo hoài, mới chơi lên luôn á. Ok, giờ đội mình giết nó 28 lần. Chơi đi, có giữa thôi anh em ơi, có giữa có quỷ hết rồi. Hàng cái này như có một em màu đỏ luôn. Mình ra coi phải không? Hình như là vậy. À mày ở đây. Có nhiều con mà để cho cái con nó gần hết rồi. Nó kìa. Ok. Đúng rồi. Có lẽ cửa giữa sẽ cần mình hơn đó các bạn. Ok, đang đi bọc hậu lên cửa giữa. Đi xuyên rừng. Hành động xuyên rừng của anh Vy nó giết được một chiếc xe tăng. Wow, Sky ơi, anh đập mạng ra. Okay, nó đi. Tùng nó tung. Để xem nó đừng nó tung. Các bạn thấy chưa? Tại mình chơi quá dở đó. Nè, chắc tại vì nó chơi mình chơi tân thủ đó, mình mới giết được nhiều vậy đó các bạn. Ôi shit. Thằng anh mình đã chơi mình mới tính của mọi mình đã đập tùm lum tùm la. Đừng có phá máy tính nữa. Mà phải la đó các bạn. Nó lại đó. Thằng nó mới có 3 tử rồi, thắng tử rồi, được thắng tử rồi. Ok, thắng rồi. Yes. Để mình xem ai trong đội mình sẽ được MVP nhé các bạn. Yeah. Yes. Mình được MVP rồi. Oh, 5 em một lúc nè. Oh, các bạn thấy chưa? Mình sẽ khai các bạn đầu tiên là MVP Run kill gì đó. Thần Thánh. Mình hỏi ok, mình sẽ khoe mấy cái này. Khoe. Ủa mà nó hình như có một cái à. Cái này bị đáng khoe nè. Ok, mình sẽ chụp hình lại. Chụp chưa ta? Cách chụp rồi á. Ok. Chụp nữa. Ngồi ok, chắc chụp rồi đấy các bạn. Ô, mình được cộng quá trời luôn. Có 49 à. Tức thật. Wow. Ôi shit. Có một like, hai like rồi. Cảm ơn chú mày nhá. Ủa có hai like à? Buồn vậy. Ok, 35 và 5. Mình chết một lần. Ok, bên kia là thằng John MVP. Mình đánh giá cao tinh thần chơi của thằng John này. Thằng John chơi rất là giỏi. Và ok, nếu các bạn thích cái video về Liên Quân này, đừng quên để cho mình một like, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này nhá. Ok, là gì đây? 99 rồi. Ồ, lý do là trị để số, điểm số gì đó. Ok, 99 rồi. Mình sẽ cho bạn xem bây giờ mình chơi nha. Nè. Win 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 lot lot win win lot win 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 win. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn. Tại bên không mở. Ok, cảm ơn các bạn.